Cuộc sống ở Trung Quốc của mình nhá. Thì hôm nay mình lại tiếp tục ra chợ làm một cái video là đi chợ một ngày ở Trung Quốc này thì bọn mình sẽ mua hết bao nhiêu tiền Việt nhá. Thì bây giờ là 6 giờ sáng thì mình sẽ đi ra chợ quay cho các bạn xem nhá. Thì bây giờ mình đang đi trên đường đi ra chợ thì bây giờ mình cùng các bạn sẽ đi thôi nhá. Bây giờ vẫn khá sớm nên ra là chưa có ai chợ mấy rồi. Bây giờ mình đang đi bộ mà. Bên Trung Quốc này thì nhiều xe các bạn, rất nhiều ô tô luôn, xe trong nước họ nhiều nên là giá rẻ, không mất thuế là chỉ khoảng chưa đến 300 triệu là họ có những chiếc xe mới để đi các bạn. Đây là những chiếc xe trong nước của họ các bạn, họ cũng mua xe nhập khẩu các bạn, cũng mua xe Nhật nhé. Đây ví dụ như đây, xe của Nhật này các bạn, xe Honda của Nhật, Toyota, nhà nào có điều kiện thì họ sẽ mua xe xịn, còn người dân bình thường thì họ sẽ mua xe trong nước. Đây, Mercedes rồi đấy. Chỗ khu mình này thì người dân chủ yếu làm nghề bóng đèn các bạn ạ, lắp ráp và sản xuất những thiết bị bóng đèn trang trí phòng khách các bạn ạ. Hay là đèn ở ngoài đường các bạn. Ok các bạn ơi, thì mình đã ra đến cái chợ ngay đầu làng mình mua nhá. Bây giờ mình cùng bạn sẽ vào mua những thứ xem là một ngày ở bên Trung Quốc này thì bốn người ăn thì hết bao nhiêu tiền nhá. Bây giờ mình sẽ đi mua rau trước, xong mình sẽ sang mấy quán kia mình mua thịt. Không đi ra mấy ít rau, mình sẽ mua ít rau muống các bạn ạ. Hả? Mình ăn nèng chi. Nèng chi. Mình mua 1 cân rau muống các bạn. Cái này là rau muống này họ bán 1 cân. Rau muống rất là lon các bạn ạ. Giống như rau muống mình luôn. Ở đây có ớt này. Đây người già họ cũng dùng WeChat để thu tiền ấy. Ứng dụng thu tiền bằng mã quét vạch nha các bạn. Năm tệ các bạn ạ. Xin chào. 5 tệ 18.000 các bạn ạ. 18.000 Việt một cân rau muống họ bán theo cân như các bạn. Thế bây giờ bên này ở chỗ ăn sáng này các bạn. Đây có hồng bì các bạn, giờ có mùa chứ khoáng phí cho má mai không rồi. Cái hồng bì này các bạn. Mình sẽ thử một quả cho mình mua cho ủng hộ bà lão này. Gì? Vừa ngọt vừa chua các bạn ạ. Ông bì luôn. Tôi là chén chi nữa. Đèn khoai chi. Các bạn ơi, 2 tệ. Ở đây có 8.000 nửa lạng các bạn ạ. Mình sẽ mua ủng hộ bà một chùm hồng bì các bạn ạ. Mấy chị ở trong nhà mình cũng thích ăn hồng bì thịt chua đúng không? Đây có cà tím này, cà chua này, đây có đậu đỗ này, giống Việt mình các bạn ạ.